Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 4 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Chúc các bạn may mắn và lại nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.